Sau đây là kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 ngày 29 tháng 8 năm 2023. Giải 7, các vé tận cùng mang số 2, 2, 7, 2, 2, 1, 7, 1. Giải 6, các vé tận cùng mang số 0, 3, 0, 1, 3, 0, 6, 8, 1. Giải 5, các vé tận cùng mang số 6617, 6686, 1073, 9124, 8961, 3505. Giải 4, các vé tận cùng mang số 1586, 5687, 6866, 2962. Giải 3, các vé tận cùng mang số 25040, 04826, 77227, 44526, 16626, 06494. Giải nhì, các vé tận cùng mang số 25277, 61276. Giải nhất, các vé tận cùng mang số 26681. Giải đặc biệt, các vé tận cùng mang số 49278. Với mã vé số đặc biệt lần lượt là 11XE, 14XE, 15XE, 4XB, 5XB, 7XB.